Hiệu ứng cánh bướm, thời đại 4.0. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng phát biểu: chống virus chúng ta không được chủ quan, nhưng cũng không bi quan. Hãy là một cánh bướm tốt để chuyển đi những hành động đẹp, những thông điệp tích cực và luôn tiếp cận một cách thận trọng nhưng không hề bi quan. Năm 1972, cha đẻ của thuyết hỗn loạn, Edward Lorenz từng đưa ra câu hỏi trong một cuộc hội nghị: liệu việc đập cánh của một con bướm ở Brazil có thể gây ra một trận lốc xoáy ở Texas? Các nhà khoa học sau này cũng đồng ý rằng bướm có thể tác động đến thời tiết, bao gồm cả việc có thể tạo ra một trận lốc xoáy. Ngày nay, trong thời đại 4.0, thương mại được kiểm soát bởi các luồng thông tin được di chuyển với tốc độ ánh sáng thông qua mạng Internet và điện thoại di động. Nền kinh tế của các quốc gia có mối liên hệ mật thiết với nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Mỗi sự kiện, dù nhỏ thế nào, cũng tạo ra một hiệu ứng cánh bướm với tác động rộng lớn lên nhiều quốc gia và hậu quả là không lường trước được. Một đơn hàng không được giao đúng hẹn có thể làm cho một chuỗi các doanh nghiệp gặp khó khăn. Các nhà quản lý bắt đầu cắt giảm nhân sự. Các doanh nghiệp bắt đầu đưa ra các chính sách kinh doanh thận trọng hơn, đầu tư ít hơn. Người dân cũng thắt chặt chi tiêu, từ bỏ các khoản chi tiêu dựa trên tín dụng vì lo sợ khủng hoảng kinh tế, khiến hàng loạt các doanh nghiệp về bất động sản, ô tô, đồ nội thất gặp khó khăn, doanh thu sụt giảm. Những doanh nghiệp này lại tiếp tục cắt giảm nhân sự trên diện rộng và cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự bắt đầu. Đại dịch hiện tại chưa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là đại dịch, mặc dù ảnh hưởng của nó đã là rất lớn đến nền kinh tế thế giới và cả con người. Thiệt hại là chưa lường trước được, nhưng nếu Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là đại dịch, thì hậu quả của nó có thể sẽ còn lớn hơn rất nhiều lần. Nguyên nhân, trong thời đại 4.0, mọi thông tin đều được tiếp nhận một cách nhanh chóng với một tâm lý thận trọng có phần hơi thái quá. Và đặc biệt là có rất nhiều người lợi dụng tâm lý đám đông hỗn loạn để vụ lợi, như tăng giá khẩu trang, nước rửa tay, đăng thông tin không đúng sự thật để câu like, câu view. Có thể trong một thời đại khác, dịch hiện nay đã được công bố là đại dịch toàn cầu. Và thật tự hào khi Việt Nam, mặc dù là đất nước láng giềng, có rất nhiều giao thương với Trung Quốc, có nhiều du khách người Trung Quốc và là một trong những nước đầu tiên có người bị nhiễm từ Trung Quốc, đã xử lý rất tốt dịch bệnh. Chúng ta không những hạn chế được dịch mà còn chữa khỏi 100% cho các bệnh nhân bị nhiễm bệnh, trong đó có một cháu bé chỉ mới 3 tháng tuổi. Đâu đó vẫn còn những hành động không đẹp, vụ lợi, không đoàn kết trong việc chống dịch. Nhưng nhìn rộng ra, chúng ta đã làm rất tốt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng phát biểu: chống virus chúng ta không được chủ quan, nhưng cũng không bi quan. Hãy là một cánh bướm tốt để truyền đi những hành động đẹp, những thông điệp tích cực và luôn tiếp cận một cách thận trọng nhưng không hề bi quan. Bởi mỗi hành động đẹp của chúng ta, dù nhỏ nhưng trong thời đại 4.0, nó hoàn toàn có thể được nhân rộng và tạo ra những hiệu ứng, kết quả tốt đẹp lớn lao.